Rồi mình chào tất cả anh em. Hôm nay tối nay là mùng 7 anh em. Ngày mai là mùng 8, mai mình đi khai cần ha. Thì hôm đó này có lấy cái dây này về mà nhiều anh em cũng nói mình đi test. Đi test cho anh em xem. Thì ngày mai mình đi ha. Mai mình đi mình sẽ chọn một trong ba cuộn này, mình sẽ test một cuộn. Thì cái body watch này nó có ba loại anh em. À, loại này nè, màu dây nó màu xanh biển nè, 470 nè. Loại này màu xanh chuối nè, 590. Còn loại này màu trắng anh em, màu trắng. Loại này nó cuộn 200m, 780. Còn hai cuộn này thì 150m ha. Đó. Thì mình hôm nay mình sẽ chọn cái cuộn 470. À, mình lấy cái size 1.5 nè, à, cái size nhỏ thôi để mình đi câu xem cái độ độ bền, độ chịu tải như thế nào cho anh em xem ha. Đó. Giờ mình sẽ tiến hành vô dây. Đây, cái máy vô dây này nè, mới mua cái máy, đầu tư cái máy. Đó. Giờ mình sẽ vô dây ha, mai đi test cho anh em xem. Đây là ghiền tới úng luôn rồi anh em ơi. Mai là mùng 8 đẹp trời, chiều nay có đám mưa nữa anh em. Hy vọng ngày mai mai chuyển trời cá ăn mạnh ha. Ngày đóng bữa cho phê bữa đó. Lâu quá đấy, lấy cái cọng cọng dây 1.5 này, dây nó nhuyễn lắm nghe nè. Dây nó nhuyễn nó mịn lắm. Vô dây thì máy ngang thì anh em luồn cái cọng dây trục này qua cái lỗ ra dây, xong rồi anh em đưa nó ra cái đường này rồi mình cột vô. Nói chung mình cột cố định vô cuộn sao cho nó chắc thôi, mình quay mình đừng có tuôn thôi. Nó cột vô cái spool này rồi anh em bỏ trái ngược vô, bỏ trái ngược vô máy đấy, rồi gáp vô là quay thôi. Nhưng mà anh em có kinh nghiệm giống như anh em phải quay cho cái lỗ ra dây nó nằm ngay trong giữa nè, đó, cho nó mò thẳng hàng với cái chỗ cái mối mình cột cái dây trục này anh em, nó giữa cái spool phải không? Đấy, đó anh em thấy không? Đó, cọng dây phải nó thẳng thẳng trục giống như vậy ha. Nó cái lỗ ra dây với cái chỗ cái mối mình cột với cọng dây trục nó phải thẳng hàng nhau, anh em quay á nó đều, quay dây nó vô đều ha. Còn anh em để nó trịch bên thì anh em quay nhiều lúc thì nó dây nó vào không đều, bên ít bên nhiều. Nhưng mà đối với cái máy ngang á thì anh em quay vô dây ha, anh cho anh em vô dây thì anh em để cố gắng để vào cái máy nè. Đó, nó nằm phải cân bằng, thăng bằng, chứ đừng để bên cao bên thấp ha. Nếu anh em để phía bên này thấp thì anh em quay dây nó sẽ ăn lên, còn anh em để nghiêng qua bên đây thì dây nó sẽ ăn qua phía đây ha anh em. Đó, nên khi mà mình vào dây thì anh em cố gắng để cho cái máy nó thăng bằng như vậy ha. Đó, hoặc là mình khi trong quá trình mình vô mình thấy bên nào nhiều quá ha, bên nào nhiều thì mình sẽ nghiêng xuống để cho nó ăn qua bên đây, cho nó dây cho nó đều cái buôn cho đẹp ha. Khi mà mình quăng á, dây nó ra nó cũng ổn định, nó không bị gối. Đó, rồi bây giờ mình tiến hành quay vô máy thôi. Sáng mai là đi đi đánh khai cần luôn anh em.
cuộn 150m vô hết hết máy luôn anh em. 1.5 nha. Đây. À, vô cuộn màu xanh biển anh em, đẹp không? Giờ tối quay cũng không được rõ. Ok, máy này máy Tatula anh em, Tatula 103 HSL. Cuộn Variwatt 1.5 ha. Vào hết luôn, vừa đầy cái máy luôn. Ok, sáng ngày mai mình sẽ đánh cuộn dây này cho anh em xem. Ok, hẹn gặp lại anh em vào sáng ngày mai anh em. Ngày mai là ngày mùng 8 á. Mai mới được đi câu anh em ơi. Ok. Rồi, chào tất cả anh em. Nay ngày mùng 8 anh em ơi. Ngày đầu tiên khai cần luôn anh em. Anh em thấy mùa xuân bắt đầu cây cối đơm qua cái trái ha. Đó. Đây là cái mùa cà phê ở vùng Tây Nguyên anh em. Nó nguyên một cánh rừng hoa màu trắng nè. Anh em thấy đẹp không? Bạc ngàn luôn anh em. Nói chung ở đây là một nơi rất là đáng sống luôn anh em ơi. Mình thích câu cá, săn bắt rồi, nói chung là những cái môn mà liên quan đến quan giả đó mình thích lắm. Anh lên vùng Tây Nguyên này là y bài luôn ha anh em. Đó. Ba bên bốn phía toàn một màu xanh nha anh em. Hôm nay đi khai cần luôn. Hôm nay ngày mùng 8 nha. Đầu năm thì mình cũng gửi lời chúc sức khỏe đến anh em ha. Chúc anh em cùng gia đình năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, làm đâu thắng đó ha. Rồi mình đi khai cần. Đây, này đánh dây mới luôn anh em. Anh em nhìn nhìn ra cái cần này không anh em? Để mình lại mình cắm cái máy quay, mình quay cho anh em xem ha. Để mình quay cho anh em xem kỹ luôn. Đây là cái thương hiệu cần của Thái Lan. Nó giá mềm thôi anh em, 750.000 một cây giống vậy. Nó có mấy ngàn mới đứng hết. Thì cần này thì nó độ cứng nó là mờ, dài 2 mét anh em. Tải mồi từ 8 đến 20 gram. Nói chung rất phù hợp cho anh em đi câu lu câu rê ha. Đó, ok. Hôm nay mình sẽ đánh cái dây Nhật, dây Variwatt anh em. Nhiều anh em có yêu cầu mình đi test cái dây này thì hôm nay mình năm mới mình cũng đi test cái dây này luôn. Này nó có màu xanh biển, màu xanh lá với màu trắng anh em, có 3 dòng. Hôm nay mình sẽ đánh cái dòng này, là dây nó là cái dòng thấp nhất, 470.000 một cuộn 150m. Thì mà hôm nay mình sẽ lựa cái dây cái size nhỏ nhất mình đánh luôn là dây size 1.5 nè. Đó. Hôm nay mình sẽ đánh dây 1.5 cho anh em xem luôn ha. Đó, đặc biệt là cây cần dết quan đây nè. Đó, cây dết cần dết quan hôm nay đã chính thức về Việt Nam mình nè. Nói chung sau hơn 2 năm về Việt Nam tới ngày hôm nay nó mới quay trở lại anh em. Nó do nói chung cần này nó cũng tương đối hot. Ha. Nói chung công ty người ta sản xuất cũng không có đủ cung, chỉ sản xuất bán ở nội địa Thái Lan thôi. Đợt này nói chung cái đơn hàng này của Việt Nam mình đặt cũng lâu lắm rồi, hôm nay mới có mặt ở Việt Nam mình ha. Với cũng thông báo cho anh em biết luôn là cây Ilua cũng về luôn anh em, cần Ilua cũng về luôn ha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đánh cây Dết Quan, tại vì cây Dết Quan này lâu lắm rồi, phải hơn 2 năm mà nó mới về lại ha. Nay mình sẽ đánh cho anh em xem cây Dết Quan này luôn. Ok, giờ đánh thôi anh em, ghiền lắm rồi. Nói chung chắc phải nửa tháng là chưa được đóng cá anh em. Ok, anh em thấy bữa nay thấy mùa xuân cây trái đơm hoa không? Đây mùa cà phê của bà con Tây Nguyên nên bây giờ nói chung mình đi giống như một cái khu rừng cà phê á. Bạc ngàn luôn, rất là đẹp luôn nè. Sướng quá, bữa nay ra tới bãi cầu là sướng rồi.
Mà không biết có cá không chứ chưa có cá cũng thấy sướng lắm nghe anh em. Rồi, ok, mời anh em theo hành trình câu cá lóc mình ngày hôm nay ha. Ủa, cá bự lắm em ơi. Đây nè. Đó. Một con mở hàng nha anh em. Đây là câu với 1.5 nè. Nó lôi gông lôi ghiêu lên cho anh em xem luôn nha. Con bờ bay ra. Ăn xa nha anh em. Một con mở hàng cho buổi chiều luôn. Con bự không mà thấy gì nặng với ta hay là gông nặng nè. Ừ cũng được. Rồi đây có mùi tanh này nghe anh em. Đó. Đây nhái xanh mini mồi chống bóm. Đó, ngon lành anh em, con này cũng được mấy lạng chứ bộ. Quá lâu không được đóng cá. Yeah. Có cảm giác lại rồi anh em ơi. Rồi ok, khai cần thành công nha anh em. Đó, đây mình câu cây cây chích quan cần Thái Lan anh em. Cây này 750 thôi nhưng mà ok đó nè, 2 năm rồi nó mới về nè, về chọc ngứa ngứa anh em, xong là biến luôn, tới giờ này mới về. Ok. Cá nhỏ nhỏ rồi, tí xíu. Ô cá, cá. Cá bự nè em ơi, con này bự nè. Đây nè. Chạy không mày. Nhỏ quá. Nhỏ quá lên tới bờ sảy luôn. Đây. Một em anh em. Đây mình bắt con lấy hên này. Tí nữa mình thả nha anh em. Đầu giờ thả nha. Thôi thả luôn, bắt công cầm quá. Bắt công cầm đem theo quá anh em. Cái nhỏ nhỏ không? Ok.
Ui cá anh em ơi. Được, con này to này nữa. Ok. Đây. Con này khá to không anh em? Đó. Ngon. Cá hồ gông ăn bạo lắm. Ui. Mất luôn nhái xanh mini. Nuốt mất tiêu luôn anh em ơi. Trời ơi. Ui máu me đầm đìa anh em ơi. Ui. Quá. Con này thê quá anh em. Nước nhé xanh mini tuốt ở trong ốc giọng luôn. Dính vô lưỡi mà hàng chi sao xảy được. Sắp vô cái lưỡi anh em. Con này chắc khó nuôi rồi anh em ơi. Quá dữ. Mở ra đường này luôn. Lấy qua phía bên mang nè anh em. Chứ còn nó nuốt sâu quá không lấy ra được. Đây. Sát thủ anh em. Đó, nhái xanh mini nè. Ok. Ngon lành, ba con rồi nha anh em. Cá bự lắm. Còn cá anh em ơi, con này bự lắm anh. Đây nè. Chạy theo gần sống luôn. Đây anh em ơi, chào bá luôn anh em. Nè, phê cho anh em. Nút mini mình mất tiêu nữa rồi nè. Nó chạy theo, nó dựng sống. Đóng cái xanh tô luôn, cá đẹp ghê. Đã nè. Ô, chiều nay trúng mánh anh em ơi. Mánh rồi. Tiêu mấy nhái xanh mini luôn. Anh em thấy không? Trời chỉ mưa tối quá. Ui, trời ơi. Ghê anh em ơi. Lấy cái gì nữa mà lấy nước. Ây da. Trời ơi. Chảy máu rồi. Con gắn bén. Người ta lóc hồi nào cũng vậy. Cái gắn nó ghê lắm. Ủa.
đây nhớ xanh mini, nhớ chống mớm này, anh em thấy nhảy cực kỳ không? Ui, đã ok, con lên cành đào anh em, con thứ tư vào buổi chiều nha anh em. Ủa nay đi khai cần phê anh em ơi. À, chiều tối anh em ơi, ngày nay chiều nay lội xuống cái sình, giờ lội lên núi luôn anh em. À, giờ mình phải leo lên tuốt ở trên phía điểm cuối cùng, điểm chỗ cái vật tiêu cuối cùng anh em, chỗ cái cổng sáng sáng đứng thẳng đó, xe bỏ trên đó nghe anh em. Chiều biển quá lũi xuống cái sình này, giờ câu xong lội lên núi luôn. À, sớm giờ mình lội xuống dưới cái sình dưới này mình câu nè. Ôi, giờ cũng cả 6 giờ, sớm giờ mấy anh em nhắn tin điện thoại quá trời luôn mà không bắt máy, tối quá đó. Có gì anh em thông cảm nha. Tí nữa thì về tầm chừng 7 giờ, 7 rưỡi mình sẽ trả lời tin nhắn cho anh em ha. Mới mốt anh em thấy mình chiều chiều anh em điện thoại mình không thấy mình trả lời thì anh em hiểu ha. Đang đi câu, giờ lội lên tên tuốt trên đó. Ui, leo đuối luôn. Thôi đầu năm cũng vui rồi anh em ơi, có đi là vui rồi. Nó cũng cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi video mình ngày hôm nay ha. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Ôi, đây đó, tuốt ở dưới đó mà leo lên tới đây được phân nửa cái đồi nha anh em. Đuối luôn đó, giờ còn nên tuốt từng cái đỉnh đó mới tới xe. Thôi để mình tắt máy luôn anh em ơi, tạm biệt anh em nha. Ui, đây tới xe anh em. À, xe đậu đây nè. Đó, hồi nãy tuốt ở dưới đó anh em, tuốt ở dưới đó mình leo lên dưới này. Ui, quá dữ. Thôi về thôi anh em ơi, mai đi tiếp. Ok, tạm biệt anh em nha.